Các bạn ơi, ngày hôm nay các bạn như thế nào? Hiện tại thì bây giờ mình đang rất là đói và có lẽ là mình sẽ phải vào ngay trong bếp để kiếm cái gì ăn bỏ bụng thôi. Oh, đói quá. Thật là may quá các bạn ơi, trong tủ lạnh nhà mình còn rất là nhiều xúc xích. Mà đây chính là dòng sản phẩm rất là mới của Đức Việt. Mặc dù là mình ăn ít thôi, nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ quyết định là thử hết cả 3 gói xúc xích này các bạn nhé. Ta-da! Đây là sản phẩm Seoul Hot Dog đến từ nhà hàng Đức Việt. Mình thường khi mà nhắc tới Đức Việt đi thì chúng ta chỉ nghĩ tới xúc xích thôi. Nhưng mà lần này mình thấy rất là lạ là có thêm sản phẩm mới là hot dog. So với những sản phẩm thông thường ấy thì bao bì thực sự là rất là nhàm chán. Tuy nhiên thì với sản phẩm này thì bao bì đã có thêm hình ảnh ông Park Hang-seo này, người mà đã giúp cho đội tuyển bóng đá Việt Nam của chúng ta đạt được rất là nhiều thành tích đúng không nào? Ở sản phẩm này mình còn thấy là có đề tên của từng dòng sản phẩm riêng. Mình cũng thấy là ở đây có đề cả hướng dẫn sử dụng nữa các bạn ạ. Chúng ta sẽ có hai cách, đó là quay lò vi sóng và cách thứ hai đó là chúng ta sẽ có thể chiên ngập dầu. Các bạn có thể ra ngay cửa hàng gần nhà mình nhất hoặc là siêu thị gần nhất để có thể lựa chọn sản phẩm này nhá. Còn bây giờ thì mình đang rất là đói rồi nên là mình sẽ quyết định là oanh tạc luôn cả 3 sản phẩm này. Cách ngon nhất để có thể chiên sản phẩm này đó là để dầu nóng ở khoảng 140 độ C. Bây giờ thì mình sẽ cho lần lượt từng dòng sản phẩm vào. Đầu tiên là Seoul Hot Dog quận phô mai. Tiếp theo là Seoul Hot Dog bình thường. Và cuối cùng là Seoul Hot Dog chiên xù. Rất là nhanh. Bắt đầu vàng rồi các bạn ạ. Sắp được rồi các bạn ơi. Vậy là món hot dog của mình đã xong rồi. Gắp ra đĩa nào. Wow. Trời ơi đói quá, thơm phức luôn các bạn ạ. Mình sẽ ăn xúc xích phô mai trước, bởi vì phô mai phải ăn lúc nóng mới ngon thì nó mới chảy ra được. Wow. Phô mai kéo sợi, thơm béo ngậy chuẩn luôn các bạn ạ. Xúc xích bên trong vẫn giữ được hương vị rất là thơm ngon của xúc xích nước Việt. Và ngoài ra thì mùi rất là thơm khi mà kết hợp với cả vỏ ngoài rất là giòn và bên trong thì xúc xích rất là mềm nữa các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang loại thứ hai các bạn nhé, đó là Seoul Hot Dog chiên xù. Đúng là nó có tên gọi là chiên xù ở khác. Nó cực kỳ giòn các bạn. Và ngoài ra thì lớp bột các bạn có thể nhìn thấy ở đây này. Đó, các bạn thấy không? Lớp bột rất là mềm, rất là xốp. Lúc nãy thì mình có đọc trên bao bì thì mình biết rằng là đây chính là loại bột thượng hạng và được pha trộn theo công thức của Hàn Quốc. Thì bên ngoài rất là giòn này và bên trong rất là mềm, rất là xốp và rất là thơm. Bây giờ thì mình sẽ thử loại hot dog cuối cùng. Nhân của chiếc hot dog này đó là nhân xúc xích làm từ thịt gà. Thì đầu tiên mình sẽ thử chay trước các bạn nhé. Vỏ mặc dù mình đã chiên lên rồi nhưng mà nó cũng không giòn bằng hai loại kia. Xúc xích ở trong hot dog này thì rất là dài và được rải đều trong suốt cái phần bánh của mình. Bây giờ thì mình sẽ thêm đầy đủ tương ớt mù tạt cũng là sốt mayonnaise. Khi mà mình ăn xong thì mình mới để ý đến những chiếc que này. Que được làm vệ sinh rất là sạch sẽ, đầu của nó cũng không là quá nhọn, vì thế mà sẽ đảm bảo an toàn hơn khi mà trẻ em trong nhà của chúng ta ăn chẳng hạn. Sản phẩm này không chỉ có loại 2 cái một túi như là mình vừa chiên đâu, mà nó còn có loại 4 chiếc một túi này và 8 chiếc một túi để có thể phù hợp với các gia đình muốn chiêu đãi cả nhà chúng ta cùng thưởng thức món hot dog này chẳng hạn. Và hãy nhớ nhá, là các bạn hãy mua sản phẩm mà có hình ảnh của ông Park Hang-seo cười rất là tươi như thế này này, đặc biệt là của thương hiệu Đức Việt. Xúc xích nước Việt thì rất là quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam rồi, vì thế mà chúng ta có thể an tâm hơn khi mà sử dụng và cũng có được những chứng chỉ đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nữa các bạn ạ. Và các bạn hãy tự trải nghiệm nhé và có thể là chia sẻ với Hồng Ngọc chẳng hạn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.